Kính thưa các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì mình ghé thăm gia đình của chị Nguyễn Thị Đủ. Có hai con đang truyền máu ở trong này. Chắc có lẽ thì mình sẽ không ghi hình trong này nhiều tại vì khu vực này là khu vực yên tĩnh, bệnh nhân đang nằm truyền máu cho nên là mình sẽ không trò chuyện nhiều. Mình sẽ quay một số hình cho các bạn xem cảnh hai bé đang truyền nước. Con lớn của chị là Nguyễn Cường. Nguyễn Cường năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 995 là 25 tuổi. Trời, 25 tuổi mà nhìn trẻ ốm vậy đó. Nguyễn Thị Thanh 203. Đến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Các bạn thân mến, là cách đây khoảng một tuần mình nhận được một cuộc gọi của chị nói về việc là không còn tiền để cho cháu truyền máu nữa và hai mẹ con phải khăn gói về lại Đà Lạt. Lâm Đồng đúng không ạ? Đà Lạt ạ. Kính thưa các bạn, thì vừa rồi trong lúc đang trò chuyện thì bác sĩ cũng có đề nghị mình ra bên ngoài. Tại vì bên trong bệnh viện thì tụi mình không thể nào trò chuyện nhiều. Có rất nhiều bệnh nhân đang trong trạng thái mà đang truyền máu vào trong người rất là đau. Vậy thì mình có nhờ mẹ của hai anh ra bên ngoài ở phía trước nói chuyện. Cái đây hôm thì em có nhận được một cuộc gọi thì em thấy là chị có gọi cho em. Thì lúc đó thì hoàn cảnh mình như thế nào? Coi như là mẹ con xuống là gia đình rất là khó khăn, rồi có một con bị mất hết tiền rồi có một cái cô đó, cô bước qua, cô mở trên cái mạng, ở trên có cái clip này, cô bước là lấy cái số điện thoại cô cho, cô nói là con gọi theo cái số này nè, qua thử người ta có mạnh thường quân, người ta có giúp đỡ gì được cho con không. Đó, thì trong khi đó thì mẹ con không có tiền nữa, bị mất hết tiền luôn rồi. Rồi bác sĩ là đề nghị cho bé Cường truyền máu gấp mà mẹ không có tiền. Thế rồi mẹ con mới ra xin xe về, cô đó mới cho 50 ngàn. Thế là mẹ con ăn trong ngày, quý sinh được cơm từ thiện ăn rồi là tối là mẹ con đi về trên Đà Lạt luôn. Là về trên đó là mới bán được giấy số được mấy ngày nữa là mượn của cô đó, là cô cho nó mượn tháng luôn đó là 3 triệu để mẹ con đi xuống truyền máu. Và bây giờ mẹ con đi xuống như này nợ tiền đi xe không 720 ngàn rồi, còn có là có 3 triệu mấy thôi mà hồi sáng giờ đóng tiền cho bé thì mẹ con cũng không có tiền ăn luôn. Bây giờ có nhà có mạnh thường quân giúp đỡ cho em nó truyền máu hàng tháng. Bé Cường là quá nặng rồi, bé Cường là bây giờ một tháng bé Cường truyền 2 lần. Bây giờ mẹ cũng quá bé tắc mà ba thì bị suy thận, cũng không có làm gì được việc nặng đó. Mẹ chỉ cầu mong có mạnh thường quân giúp đỡ cho bé truyền máu thôi. Kính thưa các bạn, là cách đây một tuần khi mà mình đang công tác ở dưới miền Tây thì mình nhận được một cái cuộc gọi từ chị. Hôm đó thì chị bị mất ví tiền, tất cả các tài sản để đưa cháu xuống dưới bệnh viện để điều trị thì bỗng dưng bị cuốn sạch, bị mất sao cái ví đó đúng không chị? Đúng rồi. Hôm đó thì chỉ còn không còn một đồng nào hết để ăn cơm. Thì ba mẹ con ngồi lang thang trước bệnh viện thì được một mạnh thường quân, một cũng phải mạnh thường quân là một bệnh nhân, họ tình cờ xem được clip mình thì họ cho số điện thoại của mình gọi, thì chị đã gọi cho mình. Nhưng mà hôm đó thì mình khá là nhiều việc, mình cũng sơ ý, mình cũng không có kịp nghe và nhận được tin nhắn. Vậy thì hôm nay thì mình có kiểm tra lại thì mình thấy là trời ơi, một cái câu chuyện rất là xót xa khi mà xuống thành phố Hồ Chí Minh bị mất hết ví tiền rồi không còn tiền để truyền máu cho hai con. Chị phải xin được vài chục ngàn để ăn bữa cơm tạm bợ, và đồng thời thì tiền đâu mà chị đi từ Sài Gòn về lại Đà Lạt. Ra bến xe Thành Bưởi thì nói thiệt với chú đó, chú ơi cho con về trên đó, nếu chú không cho con có gian thì con về trên đó con là bán giấy số mấy ngày rồi con sẽ gửi tiền chúng con thanh toán cho chú. Chú cứ nói thôi được rồi, cho ba mẹ con đi, chú cho 100 ngàn ba mẹ con đi lên đường ăn luôn. Trời, có nghĩa là hôm đó là chị ra chị xin bắt tài xế nói là cho đi hóa gian hoặc là cho mượn tiền để đi. Đúng hôm rồi. Nào có tiền thì trả lại. Vì bán giấy số có tiền thì trả lại. Thì bác đó với nó thời thôi lên xe đi, rồi bác cho 100 ngàn là lên ăn đi, rồi mẹ con ăn đi rồi về tới nơi. Rồi bác hỏi có tiền đi về xe không, nói không mẹ con lộ bộ vô được. Hôm nay chị từ trên Đà Lạt chị xuống thì chị mượn được 3 triệu. 3 triệu đó thì tiền của ai ạ? Mượn cái tiền đó là của đại lý vé số. Là trên đó là mỗi ngày chị bán vé số được bao nhiêu tờ? Coi như có bữa thì bán được 150 tờ, có bữa nào mà không mưa gió thì bán được 200. Vậy thì thu nhập mỗi ngày chị được 150 tới 200 thôi. Đúng rồi. Chồng chị bây giờ làm công việc gì? Anh bán vé số mà có ngày thì anh bị suy thận đó, có ngày bán được 100 tờ, có bữa bán được 80 tờ là đủ tiền anh uống thuốc hàng tháng thôi. Hình như em nghe giọng chị là gốc ở Quảng Ngãi. Rồi gia đình anh với chị là cũng người Quảng Ngãi. Đúng, người Quảng Ngãi. Tại sao mình phải ly hương mà lên Đà Lạt mình tại sống? Tại vì theo ông bà nội vô đó là từ năm giải phóng tới bây giờ mà ông bà nội, ông bà ngoại thì còn ở Quảng, còn ông bà nội thì vô đó.
đó từ hồi giờ chứ mà cũng nghèo lắm. Rồi bây giờ hai vợ chồng ở trọ tại Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Từ lúc sáng giờ thì chị với mấy cháu là đã ăn uống gì rồi? Coi như đủ tiền truyền máu cho cháu thôi, mấy cô cho được có phiếu ra xin cơm cho con ăn nhưng mà mẹ không có tiền. Đêm nay mà truyền máu cho cháu xong rồi là mẹ cũng không có tiền về xe luôn. Miếng con mà con với sao mà cho con truyền máu được, đã điều chuyến trước xuống không truyền máu được là đợi máu đợt này quá thấp luôn. Bác sĩ mới cho tiền truyền đợt này cho hơi bán truyền tới 4 bịch luôn. Ủa mà sao chị không có làm bảo hiểm gì cho cháu hay sao mà để được? Có bảo hiểm, mà bảo hiểm được hưởng được có 50%. 50% thôi, rồi. Chị bây giờ con với sao mà đủ số tiền mà cho cháu hàng tháng thôi mà chị không có mong gì nhiều hết. Chị cứ nói là bữa đó chị có xin là nói là xin cho cháu đổ bịch máu, bữa đó là máu nó quá thấp, máu nó còn có 12% thôi. Bây giờ em muốn hỏi thật với chị nè. Mỗi lần chị chiều một bịch máu như vậy thì mỗi cháu sẽ tốn bao nhiêu tiền? 2 triệu là bảo hiểm chi trả rồi. 2 triệu đồng là bảo hiểm trả. Dạ, thì bộ. Vậy thì mình tốn thêm chi phí gì ạ? Không, bảo hiểm chi trả rồi là còn tiền thuốc với tiền truyền máu 2 triệu. 2 triệu cứ mỗi đợt mà từ trên Lâm Đồng mình xuống dưới đây là cứ tốn mỗi cháu là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Nhưng mà lỡ như cháu suy sụp sức khỏe hơn nữa thì có tốn thêm chi phí gì thêm hay là chỉ nhiêu đó thôi? Nếu mà suy sụp nó chi phí thêm nữa thì cũng có nói với mấy cô là cô ơi, cô thôi có mạnh thường quân nào xin cho mẹ ít tiền để cho mẹ đóng đi cho cháu xây sở cho mẹ, cô chỉ khả năng có bao nhiêu thôi cho mẹ không có lo đến nỗi nữa. Thì có khi nào mà như là có từ thiện nào thì vô thì mấy cô vô cho bé Cường này này, mẹ khó khăn lắm mà cho bé Cường này là cho bé Thanh nè và từ thiện cho. Nhưng mà em thấy là Cường nha, Cường sinh năm 1995, đến bây giờ là Cường 25 tuổi. 25 tuổi. Nhưng mà sao em lại thấy Cường nhìn trẻ dữ vậy? Tại vì nó ở nhà thì nói chung ra bác sĩ đó nói là cái bệnh này là cho nó khá thường nhiên thôi, không có cho nó suy sụp tinh thần. Nếu còn suy sụp tinh thần là nó còn một lớp với nó mà đi hết rồi, còn chỉ có một mình nó đó đó. Có nghĩa là ở lứa tuổi mà khi mà các cháu còn chung nằm chung giường bệnh, đúng sinh rồi. Năm 1995 là tất cả hết. Những người đã mất hết rồi, chỉ còn Cường là còn sống thôi. Còn sống lại. Chị có biết nguyên nhân tại sao mà mình sinh ra hai người con mà cả hai người con đều mắc căn bệnh về ung thư máu không? Không biết, là chị không biết là vì từ đâu mà đi thử cha mẹ thì không bị. Bác sĩ nói là cũng có một cái chuyện gì đó nó rắc rối tới đời ông đều cố mình mà mình không biết được. Chứ không phải là tự nguyên nhân mà là cháu bị phát cái bệnh này. Cũng thể là phát sinh việc một là nội hai là ngoại, nó cũng có một người bị mấy cái biến bệnh này là theo con mình, nó theo cái gen. Mình cũng chẳng hiểu tại sao mà khi mà chị lại cùng một lúc sinh cả hai người con đều mắc căn bệnh ung thư máu. Và những ngày trước cách đây khoảng một tuần thì chị cùng hai con khi mà từ Đà Lạt đi xuống Sài Gòn đã đưa hai con đến bệnh viện Nhi đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đó thì mất hết tất cả tiền và định là hai mẹ con sẽ sang bệnh viện truyền máu huyết học để truyền những cái bịch máu kéo dài thêm sự sống. Tuy nhiên thì đợt đó thì không còn tiền nữa, cũng lại về lại Đà Lạt rồi, hôm nay lại về Sài Gòn. Thì nghe tin mẹ và con về Sài Gòn thì mình đã qua bên này. Trong từ sáng đến giờ khi mà em biết tin chị á đến bệnh viện thì em cũng đã nhờ liên hệ một số cô chú anh chị ở nước ngoài. Thì hôm nay em đến em sẽ gửi chị một món quà nhỏ thôi. Đây là cái món quà mà em nghĩ rằng cũng không có đầy đủ gì hết để lo cho cháu thoát khỏi căn bệnh, nhưng mà cũng một phần giúp cho chị trang trải trong hôm nay, ngày mai và trong một tuần trở lại đây. Kính thưa các bạn, thì sáng nay khi mà nghe tin chị xuống lại Sài Gòn để truyền máu cho cháu, mình có xin $150 từ chị Tâm Lưu đang cư ngụ tại Mỹ, và đồng thời thì một sự ủng hộ của anh Nam, một tài xế, một chủ xe container ngay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và đây là $150 mình đổi thăng sang tiền Việt là 3,5 triệu và thêm 1 triệu của anh Nam ở tại Tiền Giang, thì tổng số tiền ở đây là 4,500,000 đồng. Thì em cũng gửi cho chị, hy vọng rằng là cũng tiếp sức thêm một vài bịch máu cho cháu để cháu có thêm điều kiện kéo dài thêm sự sống. Còn cái việc mà lâu dài thì em sẽ cố gắng tìm hoặc là kêu gọi những sự hỗ trợ của bạn bè của em chung tay giúp sức cho chị, để hy vọng rằng là chúc chị với cháu thêm nhiều sức khỏe hơn. Cái gì cho chị gửi lời thăm anh Nam, chị cảm ơn các mạnh thơ mạnh đường quân giúp đỡ để có số tiền này chị để dành cho cháu
truyền máu, ngày mai chị xin thêm bớt thêm cho bé Cường 2 bịch nữa. Em hỏi thật với chị là bây giờ là với số tiền là 4 triệu rưỡi như thế này thì cháu sẽ có thêm những cái bịch máu, khoảng bao nhiêu bịch máu và sẽ duy trì cho cháu bao nhiêu đợt xuống điều trị? Nếu mà 4 triệu rưỡi này là chị đây là cho cháu là coi như là anh em là đây được 1 kỳ, còn nếu mà một mình bé Cường là đây được 2 kỳ. À, 2 kỳ. Nhưng mà bác sĩ có nói rằng là cháu cần khoảng bao nhiêu tiền, mỗi cháu cần khoảng bao nhiêu tiền sẽ hết căn bệnh này không? Bác sĩ không có nói là cái căn bệnh này là căn bệnh bẩm sinh, bác sĩ không có nói. Nhưng mà cái kéo dài được sống được ngày nào 2 ngày đó là như bé Cường đó. Và bây giờ bé Cường có chỉ cần một số tiền là để chích cái mũi thuốc đó, là bị hỗ trợ bên bệnh tim đó, là có một cái lọ thuốc đó là 9 triệu. 9 triệu? 9 triệu cái lọ thuốc đó mà mẹ không có tiền cho mẹ chích thuốc. Chỉ cần chích một lọ thuốc và 9 triệu. Vậy thì bảo hiểm y tế họ có... Không có chi trả. Không chi trả hả? Ủa sao vậy? Cái bộ lọ thuốc này là ngoài danh mục. Bác sĩ cho biết là cái bộ lọ thuốc đó là 9 triệu đồng mà ngoài danh mục. Trời. Là chỉ cho lọ thuốc đó là sự cố định của em là sống được 1 năm là cái bệnh tim của em á. Tại vì bây giờ nó lan truyền qua tim này, qua gan này. Thôi bây giờ vậy, em hôm nay thì em tới em thăm chị. Em không có sự chuẩn bị trước. Em không phải là em tới một tiền một lần đâu, em sẽ tiếp tục thăm chị lần nữa. Em cũng khá là bất ngờ khi mà nghe một cái thông tin đó là muốn cho cháu kéo dài sự sống thì tiêm một cái mũi thuốc 9 triệu mà trong bảo hiểm y tế lại không có hỗ trợ. Em cũng không hiểu tại sao, đáng lẽ là những căn bệnh như thế này thì miễn phí mà không hiểu tại sao cái bảo hiểm là dạ. Cái lọ thuốc này là phải qua thẳng chợ rẫy mua mới có, chứ bên này bệnh viện này cũng không có. Dạ thì em sẽ cố gắng làm sao mà, hoặc là trong thời gian tới khi mà em có điều kiện em sẽ hỗ trợ cho gia đình mình, nên là chị cũng cố gắng giữ sức khỏe lo cho hai con nha. Thôi bây giờ thì em chỉ có thể tiếp sức chị một phần nhỏ vậy thôi, cũng không có đủ thiếu gì đâu, không đủ để lo đâu, nhưng mà cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ quan tâm chị nhiều. Rồi có gì chị ráng nha, rồi có dịp sẽ quay lại thăm chị, chúc chị sức khỏe. Có gì chị cảm ơn em, có khi nào em lên Đà Lạt thì gọi cho chị ghé vô chỗ nhà trọ chị. Dạ em xin lỗi, là em xin lại địa chỉ của chị và số điện thoại của chị trước khi kết thúc clip này, chị có thể cho em xin địa chỉ và số điện thoại để mọi người có thể dễ liên lạc với chị được không ạ? Bây giờ thì chị chuyển qua chỗ nhà trọ mới rồi, chị chưa có lấy được cái chỗ nhà trọ, chứ mà chị ở là Đức Trọng ở tỉnh Lâm Đồng. Còn số điện thoại của chị là 0394 280553, là Nguyễn Thị Đủ. 0394 280 553 553 chị Nguyễn Thị Đủ. Dạ rồi em xin chào chị ạ.